Trận chung kết hạng 66kg, Mời Đô Nguyễn Xuân Định Hà Nội, Nguyễn Văn Trọng Thừa Thiên Huế vào ghế. Tổ trọng tài Nguyễn Hữu Duy, Đặng Xuân Nghĩa, Vũ Hữu Tuân. Giới thiệu chung kết hạng 66kg, Đô Nguyễn Xuân Định Hà Nội khối đỏ, Đô Nguyễn Văn Trọng Thừa Thiên Huế khối xanh, hai đô và sấy. Ngoài giới. Trận đấu tiếp tục. Ngoài. Trận đấu tiếp tục. Hello, bà Dương Sới.
53 giây của hiệp 1, Đô Nguyễn Xuân Đình Hà Nội thắng. Như vậy hạng cân 66 kg, Nguyễn Xuân Định Hà Nội huy chương vàng, Nguyễn Văn Trọng Thừa Thiên Huế huy chương bạc, Phạm Văn Huy Vĩnh Phúc, Nguyễn Văn Tuân Bắc Giang huy chương đồng. Mời Đô Nguyễn Ba Lực Nghệ An, Nguyễn Đình Long.